Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di chư Phật mười phương à. Con lạy Phật Thích Ca Mâu Ni, con lạy Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát, con cung thỉnh lễ Hòa Niệm Tam Thánh, con cung thỉnh lạy Ngài Kiều Trấn Như, lạy Ngài Át Nan Tôn Giả, lạy Ngài Ca Diếp Tôn Giả, lạy Ngài Đại Hữu Mục Kiền Liên Tôn Giả, con cung thỉnh lạy Tây Phương Tam Thánh, lạy Đức Phật A Di Đà, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, lạy Đại Thế Chỉ Bồ Tát, con cung thỉnh lạy Đông Phương Tam Thánh, Đức Phật Dược Sư Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Đại Huyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, con đội ơn Thiền Long Bát Bộ Hộ Pháp Kim Cang Tứ Đại Thiên Vương, Ngài Vi Đà Hộ Pháp, Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ, đội ơn chư tiên giáng ngự nơi đây, lạy mười vua cõi trời hộ pháp thường trụ tam bảo, con đội ơn thiên long bát bộ hộ pháp kim cang tứ đại thiên vương, ngài vi đà hộ pháp, ngài tiêu diện đại sĩ, đội ơn đức thần linh thổ địa tác phủ thần quân sơn thần bảo sứ thành hoàng bản thổ chư tiên thần thánh việt nam quốc tam phủ cộng đồng tứ phủ vạn linh về đây học phật tu học pháp đạo, nguyện đem công đức hồi hướng nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới sống an lạc, hòa bình bệnh dịch tiêu tai, nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh thất tổ kỳ huyền anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn nam nữ thương vong lai đá Phật tiền văn kinh tính pháp tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh thất tổ kỳ huyền họ Nguyễn Khắc, họ Nguyễn Văn, họ Nguyễn Như, họ Nguyễn, họ Bùi, họ Phạm, họ Trương, họ Vũ, họ Hoàng, họ Chu, họ Trần, họ Tấn, họ Đặng, họ Giãn, họ Đoàn, họ Đinh, họ Lê, họ Hà, họ Cao, họ Kiều Khẩm, họ Đăng, họ Đỗ, họ Trừ, họ Phùng, họ Phất, họ Triệu, họ Võ, Bách Gia, Trăm Họ, Tiền Chủ, Hầu Chủ, Thập Nhị Loại Cô Hồn, Oan Gia, Trái Chủ, anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn là thính pháp nghe kinh tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ tây phương cực lạc á na ma ni bá hùng ma nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương hưởng phát khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời giữ đạo làm lành
Nam mô Tam Bảo Hà Nam mô Tam Bảo
Phảng sinh tịnh độ thần số các hương linh y thủ tả mập hương linh phảng phất nơi đây hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh hương linh thập nhị loại cổ hương linh cửu huyền tất tổ bách gia tham mở hương linh thất tổ cửu huyền họ nguyễn khắc họ nguyễn văn họ nguyễn như họ nguyễn họ bùi họ phạm họ trương họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ tấn họ đạt họ tán họ đoàn họ linh họ lê họ hà họ cao họ kiều phẩm họ đăng họ đỗ họ trừ họ vùng họ phất họ triệu họ võ các vị hãy nghe tôi người đến trước đứng trước người đến sau ngay ngắn chỉnh tề nghiêm trang cúi đầu đảnh lễ nam mô cầu sa môi từ phủ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cộng lạc quốc nam mô cầu sa môi từ phủ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cộng lạc quốc nam mô cầu sa môi từ phủ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc nam mô cầu sa môi từ phủ a di đà phật thế tôn nguyện vãng sinh tây phương cực lạc quốc cúi đầu đảnh lễ vãng sinh tịnh độ thần chúng là mô a di đà Nada.
A di đà Phật, A di đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí 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 Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Văn Thù Sư Lợi 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 Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền 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 Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Xung Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh
Đại Hải Trung Bồ Tát Nam Mô Thanh Dịch Đại Hải Trung Bồ Tát. Tám cổ hiền nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xứng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả quy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường quy quạt học, cửu giả hoàng thượng chúng sinh, tập giả khổ dài hồi hướng. Bát nhã ba la mật đa đông kinh quán tự tại bồ tát hành tâm. Bát nhã ba la mật đa lời chứng kiến ngũ uẩn đa tâm độ nhất thiết khổ ái xá lợi khổ pháp bất thể không. Còn bất thể sát sát câu thể không, còn bất thể sát tỏ đường hành đức đẹp cũng như thể xá lợi trở thể chi công tướng bất thành bất đẹp bất cao bất tịnh bất tâm bất sản thị cố không dung bồ tát bồ tỏ đường hành đức vô nhãn lý để tập tâm lý vô thành nhân vị xuất phát. Vô nhãn cơ na thì vô ý thức lơ vô vô minh diệt vô minh tận na thì vô lão tử thần vô khổ tập diệt đạo vô bồ đề tất đại y bát nhã ba la mật đa cố đắc a lợi đa la năm nhược tâm bồ đề. Vô thì bát nhã ba la mật đa thì đại định chú thì đại minh chú thì vô thượng thần chú thì vô đẳng đẳng chú năng từ nhất thiết khởi tâm tập phát từ vô thiết bát nhã ba la mật đa thức chú ra trở. Yết đê ni đê bà la yết đê bà la thằng yết đê bồ đề tất bà hai ma ha bát nhã ba la mật đa yết đê ni đê bà la yết đê bà la thằng yết đê bồ đề tất bà hai ma ha bát nhã ba la mật đa yết đê ni đê bà la thằng yết đê bồ đề tất bà hai ma ha bát nhã ba la mật đa yết đê ni đê bà la yết đê bà la thằng yết đê bồ đề ma bát nhã ba la mật đa kẻ tu trì giữ bảy công dần trọng hết bổn trọng năm đức làm tà thì giữ làm thành đừng làm các ác không làm các thiện tiên thích cứu mạng văn chay niệm phật hồi hướng văn thiện thế giới cực là dùng đề dạy người ấy và phật tử hành giả ấy nên làm như thế ấy công đức vô lượng niệm phật mấy hàng chư đức nghiệp về thành sẽ tự trường phẩm tâm và người chưa thành nhã sám để tâm này tán lạc thì chết sắp đến tận lực vừa là khái niệm tán nguồn được tán sinh những khe nét khách tử nay thôi cứ nên tự mình chẳng về về liền được rõ chẳng về vũ trình vâng đóng cửa chẳng tiếp ai sống nghĩ thầm này sắp chết trên tâm tịnh nghiệp thẹn thay đạo niệm muốn chưa thành hồi hướng công đức tụng kinh niệm phật cầu tạ ân tam bảo cầu vãng sinh là hạnh tốt lành vô biên tốt đức sẵn sàng chúng sinh nguyện cho tất cả an ninh thầy đều bảo hộ phẩm tinh diệu nguyện nguyện đưa ba chấn lo quyền được nguồn trí tuệ phát thành vô minh nguyện trừ độ chấn liêu lên hạnh lành bồ tát thần tinh chấn làm mạng sanh cõi thị siêu bà ma sanh mẹ sa ma nở đế phật hiện ra vô sinh chứng ngộ bằng ta thánh hiền nguyện thanh ân đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền lấn xa con bà tha mẹ ân bà chúng tình giác ngộ tràn hòa pháp thần. Tam quy tự quy Phật đường nguyện chúng sinh về theo đạo cả pháp vô thượng tự quy pháp đường nguyện chúng sinh có đặng trí huệ như hải tự quy tăng đường nguyện chúng sinh thống lý đại chúng tất thảy vô ngại hóa làm thánh chung nguyện dĩ tử công đức khổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành phật đạo. Phật pháp nhiệm màu không tu lãng phí kết người phần năm quý tam bảo. Tam bảo là Phật pháp tăng trở về nương tựa với Phật pháp tăng gọi là quý tam bảo. Quy tam bảo có vai trò rất quan trọng với người muốn tu. Nó dựa trên sự giác ngộ và sự mong muốn trở thành người con Phật để đi đến con đường giải thoát. Sau khi quy chúng ta thường tự ý thức được mình là Phật tử nên sẽ ít dám làm việc gì tạo ác nghiệp, tâm thường hướng thiện, được chư Bồ Tát gia hộ dẫn lối đi theo chánh đạo. Việc này ngoài đời cũng như việc mình làm lấy giấy chứng minh nhân dân sẽ dễ dàng hơn trong mọi công việc của cuộc sống, vì sẽ dễ dàng hơn trên con đường tu học. Còn Phật thì được Phật sẽ rước. Muốn quỳ xin quý vị đến chùa để được hướng dẫn. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật, Phật pháp niệm màu, tin Phật niệm Phật, gặp Phật vào khoảng tháng 10 năm 2008 âm lịch, con bị bệnh khá nặng, viêm mũi họng, phế quản nên suốt ngày mũi ho rất khó chịu. Con bệnh kiểu này cũng thường xuyên và thường phải uống thuốc thời gian khá dài mới hết, thật là chán nản. May mắn con gặp được một người tu tại gia gần nhà cho mượn quyển sách kinh nghiệm niệm Phật và những câu chuyện luân hồi của cư sĩ Diệu Âm Diệu Ngộ do chùa Hoàng Pháp phát hành. Có lẽ do nhân duyên đợt trước nên sau khi chỉ đọc qua một quyển sách, con đã giác ngộ. Giác ngộ phạm phu khác với giác ngộ của Phật. Mọi nhận thức trong con đã thay đổi và dường như mình mới sinh ra. Con không hề bị dằn vặt đau khổ với những thất bại trong cuộc sống, sự phiền não khó chịu về bệnh tật 10 phần chỉ còn 3. Trong lòng tự tín cởi lên niềm ân oan, mình phải làm cái gì để đánh dấu sự giác ngộ này. Và con quyết định đi lễ Phật bằng xe đạp tại chùa Hoằng Pháp, nơi phát hành quyển sách con đọc, dù chưa biết chùa ở đâu. Chỉ nghe nói là ngôi chùa rất nổi tiếng ở Hóc Môn, xa nơi con đến 250 km, con ở tỉnh Sóc Trăng. Đây thật sự là chuyện không tưởng, vì lúc đó sức khỏe con rất yếu, nhưng con đã quyết tâm phải đi cho được. Thế là hàng ngày con bắt đầu cố gắng tập thể dục, đi bộ thôi chứ chạy cũng không nổi. Con cố gắng phải hết bệnh cho kịp để đi lễ Phật vào ngày 17 tháng 11 âm lịch, lễ vía Phật A Di Đà, và nghe nói chùa Hoằng Pháp tổ chức rất long trọng. Rồi một tuần trôi qua mà bệnh không giảm, con hơi lo đi không nổi, nên phát nguyện nếu con có bệnh con sẽ đạp xe đi chùa Hoằng Pháp để lễ Phật và cầu cho mọi người đừng bệnh như con. Nhưng sau một tuần nữa cũng không hết, sắp đến ngày 17 rồi, hơi buồn hơi bực nhưng trong lòng đầy quyết tâm, con phát nguyện tiếp: nếu con không hết bệnh, con sẽ vẫn đi lễ Phật tại chùa Hoằng Pháp vào ngày 17 tháng 11, cho dù phải chết giữa đường, con vẫn đi. Và thật nhiệm màu, con đã hết bệnh vào đúng ngày 12 tháng 11, vừa kịp thời gian cho cuộc hành trình. Thế là không ngần ngại, con đã ra tiệm cầm đổ mua một chiếc xe đạp 220.000 để sáng 13 bắt đầu khởi hành. Sự nhiệm màu thứ nhất là do phát tâm xả thân vì đạo, không mong cầu. Người đời thường hay trả giá cho với sự vật thần thánh, hay cầu nguyện kiểu nếu con trúng số thì được này được nọ, và con sẽ, nghĩa là không được thì không làm. Sáng hôm sau ngày khoảng 8 giờ con mới xuất phát, vì thời tiết lúc đó buổi sáng rất lạnh, con không thể nào đi sớm hơn được. Buổi trưa thì rất nóng nên đạp xe mỗi giờ phải dừng lại nghỉ một chút nên tốn thời gian rất nhiều. Đến 5 giờ chiều mới tới Cần Thơ tìm chỗ trọ nghỉ lại, sáng mai đi tiếp. Bình thường chuyện đạp xe chúng ta thấy rất dễ dàng, nhưng mới 60 km đầu tiên chân con muốn sụn đi lên cầu thang nhà trọ mà chân không nhấc nổi. Có lẽ là do lâu rồi không đạp xe và sức khỏe còn tệ, đạp nặng vô cùng. Trên đường đi con đã 2-3 lần tìm chỗ đổi xe nhưng không vừa ý. Lúc này con bắt đầu cảm thấy không ổn, nếu không tìm được chiếc xe đạp khác tốt hơn thì chắc không thể nào chạy đến nơi. 6 giờ chiều Cần Thơ, con đón xe ôm đi ăn chay vì đạp xe hết nổi rồi. Hơi đặc biệt là anh xe ôm cũng là người hay đi chùa công quả, cũng ăn chay nên cả hai vui ăn vui vẻ vô cùng. Lúc đó tiện miệng con hỏi có chỗ nào bán xe đạp còn tốt và không quá mắc không. Thế là quá may mắn, anh chỉ con mua được chiếc xe đạp 200.000 nhưng khá ổn. Chiếc xe cũ con định bán lại 120.000 nhưng nghe anh ta nói có con không có xe đạp đi học nên con bố thí luôn. Đây có thể là sự nhiệm màu lần thứ hai, vì nếu không đổi được xe chắc không thể đạp tới đường vì rất xa mà chân thì đã mỏi. Có lẽ do việc bố thí bữa cơm chay đã trợ duyên cho con có chiếc xe vừa ý, và việc anh xe ôm giúp đỡ con hết lòng cũng nhận lại quả xứng đáng. Cho nên con xin quý vị đừng ngại bố thí giúp đỡ mọi người. Cứ thế mỗi ngày đi từ 8 giờ đến 5 giờ sáng, từ sáng đến 5 giờ chiều gặp quán ăn cơm chay, lúc đói thì ăn, không thì ăn bánh mì, không mua mang theo. Trên đường niệm Phật suốt hoặc mở máy niệm Phật đeo ở trước ngực. Cho dù mệt mỏi cỡ nào lòng con cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Một hôm khoảng 12 giờ trưa con đi đến một ngôi chùa. Phía trước ngôi trông rất thô sơ cũ kỹ,
Lúc nó đó hơi đói mà gặp quán cơm chay nên quyết định vô chùa hy vọng có gì ăn. Nhưng khi thấy ngôi chùa trống vắng quá nên lễ Phật xong rồi ra ngoài nghỉ chút rồi khi đi. Khi đã lên xe con quay lại nhìn thấy chùa hơi nghèo nên muốn vô cúng dường chút đỉnh. Tự nhiên con đi tuốt ra sau thì thấy ở đó khá đông Phật tử đang nghỉ trưa nên không khí yên lặng chứ. Hôm đấy là ngày chùa có đám. Sau khi lễ Phật thì có một vị đến nói chuyện và mời con ở lại dùng cơm niệm Phật. Dĩ nhiên con vui vẻ ở lại và có hỏi vị ấy tại sao lại mời người lạ ở lại tụng kinh niệm Phật với đạo tràng. Thì vị ấy chỉ trả lời lấp lửng: tại sao có nhiều người đến chùa mà cô chỉ mời con niệm Phật chung? Lâm Thành đã được chư tiên Bồ Tát gia hộ, được lễ Phật và niệm Pháp niệm Tăng và còn được ăn như mong muốn. Phật Pháp niệm màu, rồi một buổi chiều khoảng 5 giờ, đoạn Trung Lương Tiền Giang, sau một ngày dài, nắng bụi bẩn, con vừa mệt vừa đói, và đoạn đường đó không có chỗ ăn, không có chỗ nghỉ, con nên cũng hơi lo. Lúc ấy, từ phía sau có một giọng người đàn bà gọi con: cậu ơi, cậu ơi. Con quay lại nhìn thấy một cô khoảng 50 tuổi, dáng vẻ hiền tử, đang đẹp xe tiến lên: cậu đi đâu vậy? Cô ấy hỏi, dạ con đi còn xa lắm. Con trả lời, xa là đi đâu? Dạ con đi chùa ở tận Hóc Môn. Đường còn xa, cậu ghé nhà tôi nghỉ sáng mai rồi hãy lên đường. Cô ấy mời con về nhà nghỉ, dĩ nhiên là quá lạ nên con cảm thấy từ chối và đạp xe nhanh hơn. Lên cách cô khoảng 100 m, từ điện viên trong lành thấy nôn nao phải quay lại, nhìn thấy cô tiếp tục vẫy tay gọi con lại, thế là con phải dừng xe đợi cô ấy lên. Thôi vậy con vô nhà cô ăn rồi hãy đi, cô tiếp tục mời thân thiện hơn. Dạ con ăn chay. Con trả lời mong được đi thì cô mời con ăn cơm chay. Đến đây thì con không biết nói gì nữa nên hỏi vui rằng: cô có biết con tốt xấu mà dám mời về nhà? Cô ấy khẳng định rằng cô chắc con hiền, thế là không thể từ chối tấm lòng này hơn được nữa. Con theo cô ấy về gần đến nhà. Trên đường con vẫn nghĩ bụng rằng không biết đây là Bồ Tát hay ma quỷ giả dạng đây. Nhưng nghĩ lại thì mình đâu có cái gì để lừa gạt ngoài chiếc xe đạp và tàng, nên mạnh dạn vào nhà. Ngôi nhà cách lộ khoảng chừng 100 m nhưng cũng ly kỳ không kém. Trong nhà trống hoắc không một thứ gì, ngay cả cửa trước cũng tạm bợ, ai muốn vào cũng được. Thì dù là nhà tưởng là noi y như là nhà mới biến lên, tất nhiên là không phải. Sau khi rót ly nước, cô ấy ra xe đạp lấy vô một cái giỏ, bên trong có sẵn cơm chay và một quả bưởi, mọi thứ như đã được chuẩn bị sẵn. Con vừa ăn ở trong lòng cảm thấy vui và kỳ lạ, chắc là Bồ Tát thật rồi. Ăn xong cả hai trò chuyện đủ thứ nhưng chủ yếu là về đạo, mặc dù lúc đó con hiểu biết rất ít. Lúc vui vẻ con tiện nguyện hỏi thiệt cô, chứ cô với con xa lạ mà cô dám mời con về nhà ăn và nghỉ. Cô nhìn tôi và kể sáng giờ cô đi làm việc trong chùa, rồi được ơn trên điển cho biết là cô phải đón một cậu thanh niên đang trên đường đi chùa giúp đỡ cậu ấy. Con vừa nghe mà lại nổi da gà. Giữa biển người mênh mông, biết mặt không thể tìm được, chứ đừng nói chi hai người xa lạ đạp xe, chỉ cần chênh lệch nhau một giây là không thể tìm ra được. Đúng là Phật Pháp niệm màu không thể nghĩ bàn. Chia tay con tặng cô ấy chiếc máy niệm Phật và con thường mang theo bên mình, trao đổi số điện thoại và thỉnh thoảng cũng gọi hỏi thăm. Rất tiếc là con bị mất điện thoại nên mất hết số, bây giờ cũng không thể liên lạc được. Chỉ biết cô ấy tên là Xuyến ở đoạn Trung Lương, Tiền Giang. Chưa đi đến nơi, có thể xem như con đã gặp Phật. Có lẽ Phật muốn con nhắn nhủ với mọi người rằng tin Phật, niệm Phật, chắc chắn gặp Phật, chắc chắn Phật không bỏ rơi. Cuối cùng rồi tâm nguyện con cũng hoàn thành. Con đến chùa Hoằng Pháp đúng ngày 17 tháng 11 lễ Phật. Hôm ấy thật đông vui, có rất nhiều người hành tâm cúng dường đủ thứ. Con thật thấy hổ thẹn vì lâu nay ở đâu mình không biết nơi này, nhưng khi nhìn đâu cũng thấy người niệm Phật, xung quanh toàn âm thanh niệm Phật, tự nhiên lòng con thấy hoan hỉ lạ thường. Vậy là thế giới cực lạc đã dần dần ẩn hiện trong trái tim con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thank you.